Hello, chào anh em quay trở lại với kênh Top 1 Pain của mình nhá. Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ thay vì chơi Pain thì mình sẽ chơi Thulen nha mọi người. Mình một tạ gái là mấy ngày xong ngay. Hay rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ui rồi. Win rồi, win rồi, win rồi. Mình nhờ được một mạng là trận này win rồi nhá. Ôi rồi ôi. Đấy, anh em lấy xa pha xử lý đấy có hay không anh em? Rát mình sẽ hay là win rồi đấy. Ăn mất thế này. Đi lùi tí, lùi tí, hay rồi, hay rồi. Nó bằng sướng. Biển ngang nè. Hay. Hay rồi nhá, hay rồi nhá, cánh tem rồi nhá. Win rồi đấy.
lật kèo anh em ơi. Tương vàng rồi. Ăn lừa nè. Hay vậy, hay vậy. Win ngược nha anh em, đánh team nha. Rồi lên. Một điểm nữa là 30 điểm này. Ui, vãi. Hai. Mà lốc mạnh thế. Win. Ok, clip mình đến đây kết thúc nha. Hẹn em clip theo, chào tạm biệt anh em.